từng trái tim đau. Đừng làm khổ đau, đừng lìa xa. Dù biết như thế vẫn như cơn ngủ mê, ngày lại từng ngày buồn thương nhớ. Cuộc sống vẫn thế, hạnh phúc lướt qua buồn đau. Yêu thương nhau xin yêu trọn đời. Yêu thương ơi cây chi cuộc chiến hoa hồng. Anh làm gì cần phải tội như vậy chứ? Gì vậy? Anh thấy tôi không phải với gia đình anh á, thì anh ruồng rẫy tôi. Anh đến với người đàn bà khác. Anh cứ việc ly dị đi, tôi sẵn sàng bồng con tôi ra khỏi cái nhà này. Cái gì? Không bao giờ được bồng thằng cháu nít tôm của tôi ra khỏi cái nhà này. Nó là con của con mang nó đi đâu là quyền của con. Con Phương Linh, nó còn được đem con nó đi nữa. Nói gì là con, mẹ đừng có nói với con cái kiểu đó nữa. Hả? Mẹ muốn biết vì sao con cư xử như vậy không? Mẹ cứ hỏi anh Minh đi. Thôi, anh xin em mà. Cái gì mà xin? Mấy bữa nay tôi để ý thử coi chị cư xử với con tôi như thế nào. Tôi cũng nghĩ giống như những lần trước, xong chuyện rồi mẹ con hòa hợp với nhau. Nhưng lần này hình như không phải vậy. Chị cố tình ngăn sông cấm chợ, không cho bà cháu tôi đến với nhau. Chị đối xử với chồng không phải phép. Bây giờ đụng đụng đem thằng cháu đích tôn của tôi đi ra khỏi nhà là sao? Mẹ thử tính coi. Mẹ giữ con của con được một chút á thì mẹ la là nhức mỏi. Thử hỏi con có nở lòng nào dám nhờ mẹ coi sóc cháu nữa hay không? Chẳng thà con làm hết cho xong. À, hóa ra là vậy, cho nên chị đối xử với tôi như vậy đó hả? Chị không cho tôi sờ vô cháu tôi hả? Đó là do mẹ tự nghĩ như vậy thôi, con chưa bao giờ nói như vậy cả. Còn mẹ nói con không phải phép với chồng con. Chồng con đi ăn chơi tối ngày, con vẫn phải một mực gọi dạ bảo vân, thừa gửi lễ phép hay sao mẹ? Hay là con còn phải động viên ảnh, anh à, anh đi chơi tiếp đi hả? Nhưng mà dù gì nó cũng là chồng mà, nói chuyện với chồng phải có phép có tắc chứ. Tuấn Minh nó bận bịu công việc, bây giờ có ra như vậy chị phải suy nghĩ lại coi như thế nào. Nè, muốn nói tôi như thế nào thì tôi cũng cho qua. Nói tôi lật lọng, nói tôi là không thể sống chung một mái nhà với chị được, tôi cũng cho qua. Nhưng tôi không thể chấp nhận chị mở miệng chị nói là chị đuổi con tôi đi ra khỏi nhà. Mẹ nói vậy có đúng không Minh? Mẹ nghe thấy nó nói rõ ràng, nó biểu con là cút đi, đi ra khỏi nhà có đúng không? Mẹ già, nhưng mà mẹ không có điếc, cho nên mẹ không có nói oan cho người ta đâu. Đúng là con nói như vậy đó. Anh không thèm nói với con một lời, mặc cho con động tấu. Như vậy có phải coi thường con không? Trong khi bỏ bê vợ con ốm đau giặt dẹo ở nhà, đi vui thú nhậu nhẹt với gái gú hoài. Gái gú ở đâu ra? Anh chỉ có nhậu nhẹt thôi. Nói trắng ra để cho mẹ biết luôn nè, tôi lại gì anh? Anh và con bé Phương đang cặp với nhau kia kìa. Anh và con bé Phương đâu có đâu. Nói như vậy để mẹ hiểu rằng vì sao con chính thức ly hôn. Ly hôn hả? Cô gái làm tan nát mọi nhà muôn sông xưa thơm ngon. Cô gái làm tan. Dạ alo. Hạ Thảo hả con? Trời ơi, có chuyện gì mà con Hà Hương nó đòi ly hôn với Tuấn Minh vậy con? Cái gì? Ly hôn hả? Ủa sao con không nghe Hà Hương nói gì hết vậy bác? Thì vậy đó Thảo à. Bác thì bác rất là mến cháu. Giá như hai bác cháu mình được ông trời cho sống chung trong một mái nhà, như vậy thì tốt biết chừng nào phải không Thảo? Bác ơi, không phải Hà Hương là bạn của con mà con khen cổ đâu, chứ cổ là số 1 đó bác. Con không bằng một phần của Hà Hương đâu. Nhưng mà chuyện sao? Sao nghe mà nghiêm trọng quá vậy hả bác? Không biết nó bắt chước con Phương Linh sao á. Hà Hương nó về nhà, nó cứ đòi một mực là ly hôn. Trời đất ơi, mang thằng cháu đích tôn của nhà bác đi. Nó còn nói
con Phương Linh còn có gan mang đi nữa là nó. Đâu có, Phương Linh vẫn sống bên nhà chồng mà bác. Thì vậy đó. Trời ơi, bác không hiểu đầu đuôi ra làm sao hết à. Nói thiệt nha Hạ Thảo, giữa cháu với Phương Linh á, bác thích cháu hơn đó. Bác chỉ hỏi vậy để nhờ cháu nói, cháu lựa lời để nói chuyện với Hà Hương dùm cho bác. Chứ bây giờ cháu coi, cứ động chút là đòi ly hôn, động chút là đòi ly hôn, còn ra cái thể thống gì nữa. Dạ. Thôi để con nói chuyện với Hà Hương coi làm sao nha bác. Nói thiệt với con á nha, bác ở với con Hương, bác xuống nước nhiều lắm, bác chịu đựng nhiều lắm luôn á. Trời ơi, tất cả là chỉ vì thằng Tuấn Minh với lại đứa cháu nội của bác thôi. Chứ xưa nay, trời ơi, cái tánh bác dữ lắm á, bác không có nhịn ai chút nào hết trơn á. Trời ơi, nói thiệt á, ai cũng nhịn bác không hả? Dạ, con biết điều đó. Mẹ chồng hiếm được có ai mà giống như bác lắm. Đó, cháu cũng phải thừa nhận chuyện đó, đúng không? Mẹ chồng của cháu với bà Thụy, làm sao mà bà sống hiểu đời hiểu người giống như bác, đúng không con? Dạ, dạ. Nhiều khi bác nghĩ con Hà Hương nó sướng mà nó không chịu hưởng cái sướng đó. Thằng Tuấn Minh nhà bác chiều nó hết cỡ luôn. Đó, thấy con trai bác không? Không bồ bịch nè, không lăng nhăng gì hết á. Bao nhiêu tiền bạc đi làm về cứ đưa cho vợ hết trơn à. Vậy mà... Dạ. Thôi nghe, bây giờ vậy bác có lời bác nhờ con nè. Bây giờ con tìm lời, con nói chuyện với Hà Hương. Con làm sao cho Hà Hương nó hiểu ra, nó biết quý những gì mà nó đang có. Dạ, để con thử nói chuyện với Hà Hương coi sao nha bác. Bác cảm ơn con trước. Thằng Tuấn Minh nhà bác không có bồ bịch gì đâu, chắc chắn mà. Chứ rồi. Cái gì? Cái gì vậy Thảo? Con nói ai chết hả? Dạ không. Con đã nói chuyện với con Tin Tin nhà con đó mà. Thôi, được rồi. Có gì thì báo cáo cho bác biết nha. Dạ. Thôi, nói là không có ly hôn ly hiết gì hết nha. Dạ con chào bác. Hy vọng sẽ không có chuyện ly hôn gì hết. Giúp bác nghe con. Dạ. Dạ. Con chào bác. Ly hôn. Trời, mẹ làm con hết hồn à. Ủa, mẹ không bị trúng gió hả? Trúng gió hồi nào? Mẹ xuống đây để báo cho con một tin rất là quan trọng. Nghe xong á, con sẽ là hồn siêu phách lạc, tâm hồn ngơ ngác mà thể xác liêu xiêu. Đó là một tin vui đó nha. Chuyện gì vậy mẹ? Con sắp không phải sống chung với mẹ chồng nữa. Mẹ đang tính đến chuyện kết hôn. Sặc. Thấy chưa? Tôi biết ngay là nó sặc mà. Bất ngờ quá phải không con? Kết hôn. Ừ, chính xác, kết hôn. Nó hết hồn. Tôi kết hôn mà nó hết hồn. Cái gì vậy? Nó mắc cười. Kết hôn. Đi hôn. Chị hả? Em nè. Linh hả? Em nghe tin gì chưa? Tin gì chị? Trời ơi, chị sắp hùng lên rồi nè. Ly hôn với kết hôn. Gì? Ai ly hôn? Ai kết hôn? Đợi chị chút đi, chị thở cái đã. Thật ra mấy bữa trước em có dọa em ly hôn. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Còn con em chồng em, cô Ngọc đó, thì nó cũng sắp kết hôn. Mà sao chị biết vậy? Trời ơi, chuyện cũ rích đó nó làm cái gì? Hà Hương nó ly hôn, còn mẹ chồng chị thì kết hôn. Bộ khùng hết bột lược hay gì vậy? Em không biết gì hết hả? Chị tính hỏi em nè. Trời, mẹ chồng chị mà hỏi em chi? Mẹ chồng em có định tái hôn đâu. Linh, con nói gì vậy? Sửa sang nhà cửa là để cho con Ngọc nó tái hôn chứ đâu phải mẹ tái hôn đâu. Dạ, con hiểu rồi mẹ. Trời,
mẹ chồng em tay nọ sọ tay kia. Bà tưởng đâu em nghĩ bà tái hôn mới ghê. Mẹ chồng của em á có tuyên bố như vậy chị cũng không có ngạc nhiên đâu. Nhưng mà chị hỏi em á, tại vì bữa trước em nói là Tuấn Minh bồ bịch, chắc em biết chuyện nhà Hà Hương hả? Còn mẹ chồng chị á lại thân với em vậy, rủ rỉ chuyện bồ bịch suốt hả? Chị nghĩ là em biết mà. Mấy bữa trước á bác Vi gọi cho em, nhưng mà vì em cũng đang mắc kẹt công chuyện của em cho nên là không có nói chuyện với bác Vi được. Dạo này á mẹ chồng chị kỳ cục lắm, thất tình kiểu gì mà lúc nóng lúc lạnh lúc cười rồi lúc khóc liền hả? Có lúc á thì nói là quên rồi, có lúc thì nói là nhớ. Trời, đừng một cái bây giờ xuống tuyên bố với chị là kết hôn. Trời, giật gân quá ha chị ha. Không hiểu á là do mẹ chị mộng tưởng hay là nói thiệt nữa. Nghe nói là liên quan gì tới kế hoạch của mẹ chị với lại ông Phiên gì đó. Chị sợ lắm, chị sợ là mẹ chị bị ông Phiên nó lừa gạt. Nhưng mà cái đó tính sao đi chị ơi, chứ chuyện này á cũng trọng đại lắm, mình đâu có nói qua điện thoại được. Ok, giờ tới quán cà phê cũ liền nha. Rồi, bye em. Lên. Dạ. Nhà con đang đi đây, con đi đâu vậy? Mẹ, con có việc gấp dữ lắm, con xin phép mẹ con ra ngoài chút xíu thôi à, con về liền. Con thương mẹ nhất trên đời, con đi nha mẹ. Nhỏ này, nay nó sao vậy trời? Trời đất ơi, sao mà bơ phờ ghê vậy nè. May mà bà gọi tôi ra đây, chứ nếu ở nhà tôi điên đầu lên mất. Còn Miu Miu giao phó cho bà mẹ chồng dở nóng dở lạnh của bà chưa? Mẹ chồng tôi á đang lên cơn chăm cháo, sợ mai mốt về nhà chồng rồi á không còn cơ hội nữa. Tôi ở nhà cũng vậy thôi. Vậy hả? Vì sao rồi? Ông Tuấn Minh á, ông không có gì chứ? Mà chuyện ly dị á là hù bà Diễm phải không? Chưa bao giờ tệ hơn bây giờ. Ông lằng nhằng với con bé thư ký là có thiệt, tôi nghe loáng thoáng lâu rồi. Còn cái chuyện ly dị thì lúc đầu thì tôi cũng tính nói đại vậy, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là giải pháp hay. Chị khùng hả? Trời ơi, tới ông Hải nhà em, ông chỉ biết đi làm lương 3 cọc 3 đồng, rồi về nhà chỉ răm rắp nghe theo lời mẹ. Gia đình nhà chồng thì cay nghiệt, đổ oan đổ ức lên đầu em nè. Em còn chưa nói tới chuyện ly dị nữa. Tự nhiên chị, ông Khánh nhà tôi bồ bịch, mém có con với người ta. Tôi còn phải một điều nhịn 9 điều lành. Bà cứ từ từ. Mấy bà nhịn được, tôi thì cái gì chướng tai gai mắt á thì khó mà làm được. Nhận biết mẹ chồng tôi là người rất tốt, mình cũng vậy, mà sao không có sống chung được với nhau? Giờ mới hiểu, ngay cả chồng mình, người yêu thương mình nhất, mà cũng có lúc xa cách như vậy. Tôi nghĩ ông Tuấn Minh không có bồ đâu. Thiên hạ bây giờ hay đặt điều lắm, mình gặp chuyện không hay người ta mới có cái để bàn. Bà phải cảnh giác. Mà bà đã bắt được tận tay chưa? Sắp chút xíu nữa cả hai đi với nhau, cả hai đều tắt máy. Tôi tới thì cũng vừa lúc rời cõi đó, chắc là đi tầng 2 tầng 3 gì đó. Tôi không nghĩ là có ngày tôi mắc nạn như vậy. Xưa nay tự hào tình yêu của mình dành cho mình, mình tin tuyệt đối. Nào ngờ ông chọn đúng lúc mình sanh nở bệnh tật. Mẹ chồng hất hủi rồi kiếm cớ rời xa mình. Hà Hương à,
Bà có quan trọng quá vấn đề không vậy? Không quan trọng quá đâu. Tính tôi mấy bà biết rồi, tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện khác. Vậy mà hết rồi, hết thiệt rồi. Em à, anh xin lỗi. Tại anh hết. Anh xin lỗi em. Anh ích kỷ quá. Em. Bin à, nghe lời bà ngoại nè, con lên trển ngủ với ông ngoại đi. Bà ngoại ở đây nè, bà ngoại chờ mẹ Ngọc về với bác Linh về bà ngoại mới ngủ được nha. Con thương ngoại, con thương mẹ Ngọc, con phải ngoan nghe không? Nè, con thấy nhà mình lúc này lạ không? Nè, nè, màn cửa mới nè, bộ ghế mới nè, cái bàn mới nè, rồi tấm để chân cũng mới nữa nè con. Để sắp tới á là Bin đón bà với ông bà nội mới của con. Bin à, ông bà nội mới á, với bà mới của con á, thương con nhiều hơn á, là ba cường của con nữa đó. Mẹ con á, sẽ được hạnh phúc, con cũng vậy. Ngoại lúc nào cũng chỉ mong con với mẹ có một cuộc sống hạnh phúc. Thật sự như bác Linh của con á, là ngoại vui rồi. Mẹ con về rồi đó, mẹ Ngọc về rồi. Mẹ. Ừ. Wow, nhà mình đẹp quá. Có bộ salon mới nữa. Công của chị dâu con đó, tội nghiệp lắm. Đi mua ha, rồi sắm sửa, rồi để chỗ này chỗ nọ là toàn chị dâu con không hết đó. Ủa, chị Linh mệt quá nên đi ngủ rồi hả mẹ? Thằng Hải á, phải làm thêm giờ. Mà chị dâu con á, cũng lạ lắm. Hồi chiều á, thấy nó điện thoại cho ai á nghe, mà nó nói cái gì tùm lum la trơn trọi á. Thay vì nó còn tái hôn đúng không, đằng này nó nói mẹ tái hôn. Sau đó nó biến đi đâu mất tiêu hả. Trước khi đi á, nó còn ôm hôn mẹ như con nít gì đó. Thiệt hả mẹ? Hả? Bà này có vấn đề về thần kinh thiệt sao ta? Mẹ nghĩ thì mẹ thương thằng Sóc, mà thương chị dâu con nữa. Con nhỏ bụng dạ tốt chứ không phải là xấu tánh. Nhưng mà làm như là ma ám hay sao con? Hành tung kỳ cục lắm á nghe. Mà đáng ngờ lắm á. Như mấy bữa nay nè, dễ thương lắm á. Mua bán ha, ngoài cửa hàng á, về nhà còn dọn dẹp mua sắm bài biển một mình nó hết á. Thỉnh thoảng thì mẹ cũng thấy nó khó chịu này nọ, nhưng mà nhiều lúc mẹ thấy là nó cũng quan tâm, thật sự lo lắng cho gia đình mình con à. Thì có ai nói chị Linh xấu xa đâu, chỉ có điều đôi khi chỉ kỳ quặc hơi quá mẹ. Làm như má ám thiệt á mẹ. Hay bữa nào mình rảnh, mình ghé qua ông thầy cũ á, coi cho chị một quẻ xem sao mẹ ha. Ừ, cũng được. Mẹ, chắc là anh Hai với chị Hai về đó. Chị Hai mới về. Thưa mẹ. Ủa, mẹ với con Ngọc chưa ngủ nữa hả? Chưa. Con à, có chuyện gì hôn mà mẹ thấy con buồn quá vậy? Dạ không có gì đâu mẹ. Ủa, anh Hải con chưa về nữa hả mẹ? Ừ. Vậy còn thằng Sóc
Nó cũng ngủ luôn rồi hả mẹ? Ừ. Vậy con xin phép con lên phòng trước nha. Ừ. Bin, sao con đứng đây? Bin. 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 Dạ, chào chị Xui. Tối qua thằng Minh nó đón tôi qua. Tôi định chào chị nhưng mà chị đi nghỉ rồi nên chưa có chào chị được. Dạ, dạ chào chị, dạ. Chị tới chơi à? Nè, cô Gấu nè, con qua bà nội Bồng nha. Bà ngoại gọi mẹ con dậy. Dạ. Dạ, dạ không có được đâu chị. Con dâu tôi á, nó đâu có cho phép tôi đụng tới cháu nội của mình. Thôi, thôi chị à, mình trách tụi nó làm gì. Tụi nó trẻ người non dạ. Chị nghĩ sao mà chị nói tôi chấp tụi nó hả chị? Tôi không có việc gì phải chấp ai hết chị ơi. Tôi là người được chồng yêu con kính nè, nhà cửa đàng hoàng. Ngay cái nhà này tôi cũng mua cho tụi nó đây nè. Nghĩ sao mà nói tôi chấp tụi nó chứ? Mẹ à, mẹ có để cho con sống nữa không vậy? Tại vì bà ấy nói là mẹ chấp con Hà Hương. Ai thèm chấp nó làm gì? Con không thể giao khoán cho người giúp việc được. Mẹ à, mẹ bồng cháu xuống dưới đi để con nói chuyện với Hà Hương chút. À. Em à, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết á. Nhưng mà anh có chuyện muốn nói với em. Em muốn kết tội anh như thế nào cũng được hết, nhưng mà riêng chuyện ngoại tình thì không. Trước đây cũng có cô này cô kia thật, nhưng từ hồi anh yêu em tới bây giờ đó, anh chưa có một người đàn bà nào khác hết á, mà là người với con bé Phương á thì lại càng không bao giờ. Xong chưa? Anh nói xong chưa? Thà anh bộ bệnh với ai chứ bài cũ như vậy á, là một giám đốc mà cặp kè với thư ký như vậy á, là tôi không chịu nổi. Đã như vậy, dù sao tôi, anh và cô ta cùng làm chung một công ty, còn nhìn mặt nhau như thế nào đây hả? Nếu như mà vậy á thì tôi chỉ có nước bỏ việc thôi. Bậy bạ hết sức, vô lý hết sức à. Em một giờ hai phải đành cô chịu đựng được. Tới trễ chút người ta sốt ruột rồi kìa. Sao không nghe điện thoại đi? Hả? Không dám nghe hả? Nè, đó nè, em cứ nghe máy đi rồi nói đi, có chuyện gì khuất mắt hay không? Nói đi. Tôi nói cho anh biết nè, tôi mắc gì hạ mình phải nghe cái hạng người đó. Em ừ, đợi em chút xíu nha, em sắp tới rồi đó. Ủa, con sắp xếp ổn hết trơn rồi, mẹ còn sắp xếp lại chi cho cực vậy? Ừ thì cũng ổn rồi, nhưng mà mẹ muốn cho nó đẹp á thì mẹ phải sắp lại mới được. Trời ơi, mẹ cầu kỳ quá anh chi, mà mới sáng ra mồ hôi không kìa. Mẹ thôi con đi nha, sáng nay con đi ăn sáng với chị Hạ Thảo, con đi nha mẹ. Mẹ có làm phở Hà Nội rồi kìa, ở nhà ăn. Thôi, 4 bữa nay rồi mẹ cho con ăn toàn phở Hà Nội không à, con không ăn nổi nữa đâu. Thôi à, mẹ cho con đi ăn bánh cuốn nha mẹ. Con đi nha. Dạ. Dạ, anh chờ em nha, em tới liền. Bin. Ở nhà với bà ngoại,
không có nổi niết gì hết nghe chưa. Cái thằng này, có nghe mẹ nói gì không? Nè, có chuyện gì vậy con? Nó đòi về với ba và bà nội nó đến hết tuần đó. Bin à, ngày mốt á là ở đây nè, đón bà mới với bà nội mới của con rồi. Con phải ở nhà chứ. Họ là người lạ, không phải là ba với bà nội của con. Con nói cái gì? Ừ. Hả? Nè, con à, mới đầu là người lạ, sau là người quen. Bà mới á, với bà nội mới của con còn tốt hơn là ba cũ với bà nội cũ con nữa. Về làm gì? Con đừng có về nhà ba cũ với bà nội cũ của con nữa nghe không? Không. Nè, con dám nói trống không với người lớn vậy đó hả? Mẹ nói con đi lên lầu, cất ba lô vô, không có đi đâu hết nghe chưa? Không. Cãi nè. Trời ơi, ngon. Nè, nó còn con nít biết gì mà đánh em. Mẹ đừng có binh nó, biết rồi hư thân mất nít à. Mẹ sẽ nhốt con lên phòng, coi con đi đến ba con bằng cách nào nha. Lúc nào cũng ba 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 ba. Thử hỏi, ổng có coi con ra cái gì không hả? Đi. Ngọc. Ngọc, nhìn lên. Ngọc, đừng có anh em tội nghiệp lắm nha. Mẹ nhốt con lại. Ngọc, lì lợm. Ơi, nhìn lên. Mẹ à, cái thằng này nó cứng đầu cứng cổ y như ba nói vậy. Không trị nó sớm á, mai mốt nó làm khổ vợ khổ con à. Con thiệt à. Thôi con đi nha. Nè 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 nè, Ngọc, đi đâu vậy? Sao không ăn phở? Mẹ lúc nào cũng phở phở phở. Con có hẹn với anh Phong rồi. Ơi, Mimi qua nội bồng để mẹ đi ăn sáng nha. Mẹ, ráng chờ con chút xíu nha. Con bàn công chuyện với Phương Linh lát rồi con về. Con mua đồ ăn sáng cho mẹ. Ờ, thôi đi đi. Đi với ai chứ đi với con Phương Linh á thì mẹ ủng hộ. Con cố gắng học tập nó chút xíu, cho con người mình mà tân tiến lên, chứ suốt ngày lũ khủ như bà già. Đi đi con. Con đi nha mẹ. Bye con, mẹ đi nha. Bye bye. Trời ơi, mẹ con mà có học gì Phương Linh cách mấy cũng không thể nào trẻ bằng bà nội được ha. Đi vô nhà chơi cặn. Ủa, em làm gì nhìn anh dữ vậy? Anh đâu phải là thánh sống đâu. Viên còn hơn cả thánh sống của Viên nữa đó. Viên à. Thôi đi, hàng xóm người ta cười bây giờ. Muốn gì vô nhà đi. Viên á, Viên giống con dâu của Vi quá. Lúc nào cũng sợ hàng xóm. Đi vô nhà đi. Ừ. Viên vô nhà đi. Ủa, Hạ Thảo đâu mà để cho Vi bồng Miu Miu vậy? À, con dâu Vi đi ăn sáng rồi. Vi chiều con dâu ghê nha. Viên á, làm Vi bị đột biến á nha. Tim á, lúc thì đập nhanh, lúc thì đập chậm. Có lúc á, nó ngừng đập luôn á. Vi bắt đền Phiên á. Nè, để Phiên đền cho Vi nghe. Tên 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 tên. Phiên lãng mạn quá à. Như là lời tỏ tình của thế kỷ 17 gì đó. Còn cái này Phiên tặng cho Hạ Thảo nè. Ủa, sao y chang nhau vậy? Thì Phiên mua cả lố 12 cái lận. Cái khăn của Vi thơm lừng, không có giống cái này. Cảm ơn Phiên nha. Phiên uống nước đi. Có gì đâu, giữa Phiên và Vi có gì mà phải khách sáo. Hôm nay Phiên đến đây để chở Vi đi ngân hàng. Phiên sợ là Vi đi một mình có chuyện gì á. Vi đi rồi. Đi từ hôm qua rồi. Ủa, vậy thì tiền. Vi đã sắp đặt hết mọi chuyện rồi. Phiên yên tâm đi nha. Ủa vậy. Phiên uống nước đi, chắc là điện thoại của thằng Khánh. Ủa. Alo, Vi nghe nè. Ai, ăn phở nghe con. Ăn phở nghe con nghe. Ăn phở giỏi nè. Ở nhà này có mình Bin là ngoan nhất đúng không? Ăn phở nghe con. Trời ơi, Bin ơi. Ôi,
Con làm vậy mà đổ. Phở còn nóng như vậy là phỏng bà ngoại rồi, con hiểu không? Không sao, không sao, không sao. Không sao, sao, Biên vô tình thôi phải không? Không sao, không sao, để bà ngoại dọn dẹp lấy tô phở khác cho con nha. Cảm ơn nha. Bye bye, bye bye. Ủa, vậy, vậy... Uống nước đi, đợi vì chút xíu nha. Đây. Đây, đây nè, nó đây nè. Bi giỏi quá. Thân gái dặm trường mà đi một mình cũng rút được tiền. Chuyện nhỏ. Gì nữa? Đâu đây? Cảm ơn Vi nghe. Không có chi. Còn gì nữa đây? Vậy thôi á hả? Nè, Bin. Ê. Cởi ba lô ra. Con ngoan mà. Nghe lời bà ngoại nè. Ngoại biết á, ở nhà này nè, Bin thương bà ngoại nhất luôn á. Nhưng bà ngoại cũng thương Bin nhất luôn á. Ăn phở nghe con nha, bà ngoại đút cho con ăn ha. Nghe lời ngoại ăn phở nghe con. Ngon quá đi. Ăn nghe con. Bin. Bin không ăn. Bin muốn về với nội. Được rồi, ngồi xuống đây. Nghe bà ngoại nói nè. Để bà ngoại xuống lấy tô phở khác cho con ăn ha. Chút xíu nữa bà ngoại sẽ dọn dẹp phòng con sạch sẽ nè. Để chuẩn bị đón bà mới nè. Ông bà nội mới của con ha. Thảo. Con có nhìn thấy gì đâu? Con mua đồ ăn sáng cho mẹ nè. Con mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi hả? Ôi, bún bò. Mẹ thích ăn bún bò. Mẹ thích ăn bún bò lắm. Cảm ơn con. Con đưa cho mẹ rồi, rồi con đi công chuyện nữa phải không? Thôi đi đi con, đi đi. Để trễ. Mẹ. Hả? Con có đi đâu nữa đâu? Ủa, mà mẹ đang giấu cái gì sau lưng của mẹ vậy? Bác Phi mua quà gì tặng cho mẹ mà mẹ giữ kín quá vậy? Mẹ đâu có gì đâu. Có bác Phi có tặng cho con cái này nè. Tặng cho hai mẹ con mình chiếc khăn tay, mẹ ăn cái còn cái. Con cứ tưởng là những người yêu nhau thương nhau mới tặng khăn chứ. Con cảm ơn bác đã tặng cho con. Thì đâu có gì đâu. Thì tặng Vi một cái thì tặng cho Hạ Thảo một cái vậy thôi. Dạ con cảm ơn bác. Anh Khánh con mà biết được vậy chắc anh sẽ vui lắm. Mẹ, bữa nay Phương Linh hẹn gặp con. Tưởng chuyện gì. Quá ra nó muốn đòi lại cái số tiền mà cho con mượn hôm trước đó mẹ. Nó nói là cần tiền để mua sắm đồ đạc cho chồng. Mà nghĩ cũng thương anh Khánh mẹ ha. Học ở Hà Nội cả năm không có một bộ đồ mới nữa. Mẹ, con tính về mượn mẹ một ít tiền để trả cho Phương Linh. Sẵn con gửi ra Hà Nội một ít để cho anh Khánh anh xài. Vậy? Dạ, con cảm ơn bác. Mẹ con vẫn còn tiền. Khi nào mà túng quá thì con sẽ hỏi mượn của bác. Bác cứ tự nhiên ha. Lúc nào cần thì cứ hỏi, Hạ Thảo cứ tự nhiên. Dạ, con cảm ơn bác. Mẹ à, không phải quà của bác Phiên á thì cái gói gì sau lưng mẹ đưa con cất giùm cho. Ủa gì vậy? Dạ vậy thôi bác cứ ngồi chơi với mẹ chồng con lên lầu trước. Đây mẹ đây. Vậy là sao?
Hương à, mẹ biết tính con, có nói thì cũng bằng thừa. Với trách nhiệm là mẹ, mẹ muốn nói con một lần nữa. Mẹ đừng có nói nữa, con đã quyết định rồi. Nhưng với người khác mọi chuyện xảy ra đều nhỏ nhặt, mà sao với con thì... Vì vậy nên con không phải là ai khác, con là Hà Hương. Chuyện như vậy mà mẹ cho là nhỏ nhặt. Từ hồi con sanh gấu, mẹ chồng con suốt ngày cự nữ với con, tranh giành cưu gấu với con. Chồng con thì lấy lý do chán cảnh nhà, ngày đêm lang thang nhậu nhẹt. Đã vậy còn giở trò bồ bịch. Tưởng với ai, ai già cái con xấu xí, nghèo rớt mộc tơi, chẳng ra thể thống gì hết. Ai có con mà gia đình chẳng xáo trộn ít nhiều. Mẹ chồng con tuy vậy mà tốt lắm đó. Thấy con không ăn không uống gì hết, bà lo cuốn lo quýt cả lên. Còn thằng Minh, mẹ không tin là nó có bồ bịch bên ngoài. Lại còn mẹ nữa, chính mẹ là người đã cảnh báo con là anh Minh sẽ có bồ bịch ở bên ngoài. Giờ mẹ lại binh ảnh chầm chập vậy đó hả? Hay là mẹ sợ bị mang tiếng vì có một đứa con gái bỏ chồng như con? Mẹ sợ là sợ như vậy, chứ thằng Minh nó có gì đâu. Mà con làm gì cũng phải nghĩ cho thằng cu gấu chứ. Sao cứ thích gì là làm vậy hả con? Nếu nói cho riêng bản thân con thì con không thiết gì nữa, con chán lắm rồi. Cũng chính vì cu gấu cho nên con mới quyết định ra ngoài sống một thời gian thử coi, không sống với mẹ chồng, lý thân với anh Minh, xem mọi chuyện như thế nào. Con liều lĩnh quá Hương ạ. Con đã nghĩ kỹ lắm rồi, thật ra đi cũng là một cơ hội với con, khỏi phải sống chung với mẹ chồng. Còn nếu như anh Minh á, ảnh không có bộ bệnh với con bé Phương đó, thì anh phải tự tìm đến với mẹ con. Rồi con sẽ liệu mua một cái nhà nhỏ thôi cũng được nữa, nhưng mà sống được tự do, tự lập. Vậy phải làm thế nào để con ở lại ngôi nhà này? Ngôi nhà này đâu phải của tụi con đâu mẹ. Nhưng mà nếu mẹ chồng con qua bển với ông nội cu gấu, anh mình chứng minh được mình trong sạch, trở về là người cha tốt, là người chồng ngoan, thì may ra. Sao các con bây giờ đứa nào cũng đòi ra ngoài sống riêng làm sao? Như mẹ nè, mẹ đẻ ra anh hai con, chị dâu con cũng nặng nặc đòi ra ngoài ở riêng, thì mẹ sống với ai? Ông bà còn khỏe thì cứ sống một mình cho nó lành, tới lúc ốm đau già cả rồi hãy tính. Con đâu có nói là không có trách nhiệm với ba mẹ ảnh đâu, nhưng mà lúc đó con sẽ đứng ra chăm sóc cho các cụ chu đáo. Còn cuộc sống của con bây giờ như thế nào thì cứ để như vậy. Con sống cuộc đời của mình mà cứ như vay mượn của ai vậy, cái gì cũng bị xé vô đâm thọt. Con Hà Hương, con thiệt là cái quan trọng là ở chồng mình. Nếu thằng Minh nó chứng minh được nó vô tội thì con phải ở lại đây hòa bình với bà mẹ chồng con nha. Mẹ, chồng con có thể tha thứ, còn mẹ chồng con thì không. Con nói vậy để mẹ hiểu. Hương, Hương. Phiên à, Phiên cứ yên tâm nha, rồi Vi sẽ có cách mà. Cố lên nha Vi. Anh không ngờ Vi có một con dâu chi phối cả mẹ chồng như vậy. Không phải đâu, không có chuyện đó đâu. Ừ, Anh tin Vi của anh giỏi mà. Ai mà chi phối được Vi của anh chứ. Thôi anh về nha. Ừ, Phiên về nha. Ừ. Phiên về nha. Kêu cái mà quả kêu tu hú, kêu cái mà quả kêu tu hú, quả kêu nam đâu, bắt đầu nữ phòng
người dân khác họ sung sướng quá ha. Sung sướng quá. Ôi bữa nay sao mà nó oi bức nóng quá trời quá đất rồi đi không nổi luôn nghe nghe. Ông làm gì mà mệt hả? Ông đi đánh cờ hay đi đâu? Thì đi đánh cờ. Nắng chang chang vậy nè. Còn hú tôi hú nữa. Tôi đi đánh cờ thiệt mà. Ủa? Hồi lúc tôi đi đánh cờ thấy nhà cửa tôm tất sao giờ về thấy tay ba cây tập lum tà la vậy nè. Là sao? Là sao? Hả? Cha con sung sướng quá đi tối ngày. Để cái nhà này nè một mình tôi lo đủ thứ chuyện hết trơn á. Trang hoàng nhà cửa với hai thằng nhỏ. Ông nghe tôi hỏi ông nè, bây giờ là mấy giờ rồi mà ông mới mò về đây? Còn con Linh nó không thấy mặt mũi là làm sao? Bà nó nói thật lạ kìa. Chính ngày hôm qua bà nói là tất cả mọi việc trong nhà bà sắp xếp được hết rồi. Để chờ tới ngày giờ tốt rồi đón thằng rể mới về, đúng không? Đó là chuyện tối hôm qua. Nhưng mà bữa nay tôi dòm tôi thấy nó làm sao á. Tôi muốn làm cho nó đẹp hơn. Tôi nhìn đâu tôi cũng thấy không hài lòng hết trơn á. Cái bộ salon này nè, con Linh nó mua về á, thì so với bộ cũ tôi cũng thấy nó sang trọng gì hơn đâu. Mấy cái cây này thì tùm lum tà la, thiệt tình giống như để trong cái kho vậy. Bà kỹ tính gì vừa thôi. Đem về một con dê. Đáng lẽ giờ đi chơi về, ngồi xuống nghỉ ngơi cho nó khỏe. Hơi sức đâu tính toán cho nó cực thân mà. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi sao hả? Làm sao nghỉ ngơi được với hai đứa cháu của ông? Nó sao? Một thằng thì đình công không chịu ăn, tối ngày đòi về nội. Còn một thằng đút ăn là ói ra, đút ăn là ói. Đút ba lần, ói đủ ba lần. Nãy giờ nghe em ra chắc ngủ hết rồi hả bà? Thì đó, ngủ hết rồi, ôm bụng đói mà ngủ đó. Cứ kiểu này cái đà này nha, là ôm nhôm ấm nhách lòi ba sườn ba sống luôn á. Ơi, cục vàng của ông ngoại qua biểu coi. Chú ăn cơm với ông ngoại phải không? Ăn cơm sao đây ba lô cởi ra được con? Không, con về với nội con. Sao không vậy? Được. Ngoại không cho con đi đâu hết trơn á, ở nhà. Bên con. Từng trái tim đau, đừng làm khổ đau, đừng lìa xa. Dù biết như thế, vẫn như cơn ngủ mê, ngày lại từng ngày buồn thương nhớ. Cuộc sống vẫn thế, hạnh phúc lướt qua buồn đau, yêu thương nhau xin yêu trọn đời. Yêu thương ơi, cây chi cuộc chiến hòa.